Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khi phát nguyện cần phải thành tâm. Kẻ xuất gia tu đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là để tinh tấn tu hành. Phát nguyện là để cảnh giác chính mình, sửa đổi điều ác là làm điều thiện. Tu đạo mà không phát nguyện thì cũng như là hoa nở mà không kết trái vậy. Đó là điều không thể được. Nếu đã phát nguyện rồi, tốt nhất cần phải hàng ngày lặp lại, nói qua một lần nữa. Bởi vì ôn cố nhi chi tần, phải nhớ được nguyện mình từng phát là nguyện gì, mình cần phải làm điều gì, thì lúc đó nguyện mình đã phát mới không phải là lời hứa suông. Mình mới không tự lừa mình mà dối người, đồng thời không phải phát nguyện rồi quên mất đi. Chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ do chân Phật phát nguyện nên các ngài chứng được chánh đẳng chánh giác. Chư Phật và Bồ Tát tương lai cũng do phát nguyện mà đắc được chánh đẳng chánh giác. Phật là bậc đại trí huệ, chúng ta là kẻ đại ngu si nên cần phải học đại trí huệ của Phật. Chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lúc nào cũng học bốn tâm vô lượng, từ, bi, hỷ, xả. Và lúc nào cũng tu trì hạnh nhẫn nại những điều khó nhẫn nại, làm những việc người khác khó làm nổi. Mọi việc mình làm đều phải chân thật thì mới tương ưng với đạo được. Vì vậy, phát nguyện cần phải thành tâm, thành ý, không thể có hành vi dối trá hoặc tham cầu hư danh được. Đó là điểm mà tôi hy vọng các vị chú ý. Phật A-di-đà do phát 48 đại nguyện nên mới thành tựu được thế giới cực lạc, và nhiếp thọ được tất cả chúng sinh ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Chúng ta cần phải y theo ngài và chư Phật cùng Bồ Tát trong quá khứ mà mau mau phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có thể thành được Phật quả. Nếu như mình có lỗi lầm thì phải thật lòng cải hóa đi, đừng nên che đậy hoặc tô điểm thêm những lỗi lầm xấu xa của mình. Phải hết sức thẳng thắn sám hối trước đại chúng, nếu ngược lại thì chỉ thêm tội lỗi. Mình chạy theo tập khí lỗi lầm, tức là bội giác hợp trần. Hễ có thể sửa đổi lỗi lầm, hướng về điều thiện, thì đó là bội trần hợp giác. Phát nguyện là để ngăn ngừa tội lỗi, sám hối là để tiêu trừ tội lỗi. Cho nên nói, di thiên đại tội, nhất sám tiền tiêu, nghĩa là tội lỗi đầy trời, sám hối liền sạch. Do đó, bắt đầu từ đây về sau, mình làm con người mới. Cổ đức dạy rằng, tùng tiền trùng trùng, tỷ như tạc nhật tử, dĩ hậu trùng trùng, tỷ như kim nhật sinh. Nghĩa là, đủ thứ tội lỗi từ trước cũng giống như ngày hôm qua đã chết rồi, từ đây về sau mọi việc mình làm kể như một cuộc đời mới. Phát nguyện và sám hối, tuy hai danh từ khác nhau nhưng đại ý không có gì khác biệt, đại đồng tiểu dị mà thôi. Nếu có thể sửa đổi được những thói quen xấu xa, tức là dũng mãnh cải hóa, dũng mãnh chấp nhận sai lầm, dũng mãnh đối đầu với thực tại, lúc đó mới vượt qua được thử thách, không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Đừng nên có ngã kiến quá sâu dày, đừng nên có ngã tướng quá nặng nề. Phải hiểu rằng chúng ta đều có giác tánh viên minh, hết sức quang minh lỗi lạc, tròn đầy sáng lạng. Mọi tập khí, tội lỗi ở trong đó đều chẳng có thể tồn tại được. Ha ha ha, 问什么的说呵。